đời người quả thật rất là mong manh, nay đây rồi mai mất. Và con sáng tác bài này là nhớ đến người vị linh mục trước lớp của con qua đời, cho nên là con đã hoàn tất bài này để nói lên cái cuộc đời của chúng ta rất là mong manh, nhưng mà không phải để chúng ta chán đời hay là tiêu cực, mà để chúng ta thiết tha hơn những giây phút mà chúng ta còn sống, để chúng ta tử tế với nhau hơn, chúng ta vui vẻ với nhau hơn, chúng ta tốt lành với nhau hơn. Đó là ý nghĩa của bài Đời Người Thoáng Mây Bay. Con xin được gửi đến tất cả quý đức cha cũng như là quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng quý cộng đoàn. Mấy ai trong đời không có lần xa ngã, Chúa thương con nhiều, Chúa hằng chờ che đỡ nâng. Đời một người gian nan ngàn nỗi, mà lòng người ai đâu dò tới. Con xin trung thành trọn đời yêu Chúa mà thôi. Đời một người dài được bao lâu, có em như nước trôi qua cầu, hay mỏng manh tựa hạt sương đêm sẽ tan vì một tia nắng sớm. Đời một người dài được bao lâu, bao danh vọng vinh chức trên đời ta sẽ mang theo, hay xa lìa mãi mãi người ơi. Lắng lo ưu phiền toàn tình rồi cũng thế, mãi mê kiếm tìm chốn nào hạnh phúc vô biên. Này nụ cười chưa vui vội tắt, để lệ sầu hoen lên màu mắt. Ôi bao kỷ niệm một thời xưa đã vụt qua. Đời một người dài được bao lâu, có em như nước trôi qua cầu, hay mỏng manh tựa hạt sương đêm sẽ tan vì một tia nắng sớm. Đời một người dài được bao lâu, bao danh vọng vinh chức trên đời ta sẽ mang theo, hay xa lìa mãi mãi người ơi. Có chi trong đời mà vững bền thiên thu, tiếng ca tiếng cười yên tiệc rồi cũng qua nhanh, để chiều về cô đơn lạnh giá, hồn lạc loài loay hoay tìm kiếm như con da tràn nhọc nhằn xe cát biển đời. Đời một người dài đường bao lâu, có em như nước trôi qua cầu, hay mỏng manh tựa hạt sương đêm sẽ tan vì một tia nắng sớm. Đời một người dài được bao lâu, bao danh vọng vinh chức trên đời ta sẽ mang theo, hay xa lìa mãi mãi người ơi. Đời một người dài đường bao lâu, có em như nước trôi qua cầu, hay mỏng manh tựa hạt sương đêm sẽ tan vì một tia nắng sớm. Đời một người dài được bao lâu, bao danh vọng vinh chức trên đời ta sẽ mang theo, hay xa lìa mãi mãi người ơi.
Kính thưa toàn thể quý vị, đời người là hành trình tìm kiếm về nước Chúa. Trong hành trình cuộc đời của mỗi người, Thiên Chúa luôn đồng hành với ta như hình với bóng. Ngài không bao giờ bỏ rơi ta, dù ta có sao lãng không nhận ra Ngài. Thánh Augustino cảm nhiệm sâu sắc cuộc tìm kiếm này và đã viết: linh hồn con khắc khoải lo âu cho đến khi được nghỉ yên bên Chúa. Vâng, Chúa chính là gia nghiệp trọn đời con luôn mơ ước. Chúa là hạnh phúc cả đời con luôn khát khao. Xin quý cộng đoàn dân Chúa cùng lắng nghe ca sĩ Mai Trang và ca sĩ Tấn Đạt trong ca khúc Chúa và Con, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Hùng Cường. Tấn Đạt và Lý Mai Trang xin kính chào quý đức cha, quý cha, quý sơ cùng với tất cả quý khách có mặt trong ngày hôm nay. Dìu con đi qua muôn nẻo đường, tình Ngài yêu thương con mãi thiết tha, dẫu con thờ ơ. Vẫn luôn cạnh bên, dù nhiều khi con vô tâm hững hờ, tình Ngài yêu thương con không bên bờ, ngóng trông từng giờ. Đời con dù hiểm nguy mây đen giăng kín trời, tình Ngài yêu như trăng sao sáng người bước đi bình an. Nắng mưa trần gian Ngài cùng con long đong chung kiếp người, dù khổ đau môi hân hoan tiếng cười hát ca một đời. Con luôn thắp sáng, Chúa là tình yêu cho tim thắm ngát ân tình, Chúa là gia nghiệp trọn đời con luôn mơ ước, Chúa là hạnh phúc cả đời. Trần gian hương hoa thơm ngát mời, quyết yêu Ngài thôi. Chúa ơi dù thương bao bọc con, cho con luôn thấy Ngài. Dù đời con gian nan năm tháng dài, bước đi miệt mài.
đời con luôn thắp sáng. Chúa là tình yêu cho tim thắm nát ơn tình. Chúa là gia nghiệp trọn đời con luôn mơ ước. Chúa là hạnh phúc cả đời con luôn khát khao. Chúa là hy vọng cho đời con luôn thắp sáng. Con luôn mơ ước. Chúa là hạnh phúc cả đời con luôn khát khao. Chúa là hạnh phúc cả đời con luôn.